Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, các video làm về nội dung Auto Chat sẽ được phát hành 2 lần trong một ngày trên kênh Game Today vào 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ tối hàng ngày. Anh em hãy chú ý theo dõi và đón xem anh em nhé. Quên mất là trừ thứ bảy và chủ nhật. Thứ bảy và chủ nhật thì tôi chỉ ra được một clip thôi anh em ạ. Thứ bảy chủ nhật dành thời gian cho gia đình và dành thời gian để nghỉ ngơi nữa. Những cái ngày trong tuần đã dốc hết sức lực để làm việc rồi anh em ạ, nên là cũng phải có cái ngày nghỉ, nếu không thì là đứt luôn. Và anh em cũng đừng quên, nếu mà anh em yêu quý tôi thì anh em hãy để lại một like trong cái video này anh em nhé. Đối với anh em thì một like chỉ mất mấy giây để ấn thôi, nhưng mà đối với tôi, khi mà chứng kiến cái video clip của mình làm ra được nhiều người yêu mến thì đó nó sẽ là niềm vui cả ngày đối với tôi. Thế là rất hy vọng là các anh em xem kênh sẽ hiểu được cái điều đó anh em nhé. Rồi, chúng ta đang chơi trong một cái meta rất là cân bằng. Chính vì thế là tôi cũng rất muốn tìm hiểu những cái lineup khác nhau, những cái lineup mà hiện tại có thể là chúng ta đang bị lãng quên, chúng ta không có sờ đến, nhưng mà thực chất là nó có thể chơi được. Thì tôi muốn thử những cái lineup đấy. Đó, nên là khả năng là hôm nay sẽ chơi một cái lineup như thế anh em nhé. Xem là tôi sẽ chơi một cái bộ gì mà đã rất lâu rồi tôi chưa chơi, thì tôi sẽ chơi thử để xem là liệu rằng ở trong cái meta này nó có thực sự là cân bằng như là chúng ta nghĩ không. Đấy, còn không chỉ có riêng tôi đâu, mà có rất nhiều anh em chơi với tôi đều có nhận xét chung là như vậy, meta rất cân bằng. Trong khoảng một năm trở lại đây thì tôi nghĩ là đây nó sẽ là cái meta cân bằng nhất, và nó là cái meta mà phải nói là hay nhất trong vòng một năm. Thực sự là chơi nó rất là cân bằng luôn và rất là đã. Chơi, chúng ta có thể chơi bất cứ một cái lineup nào mà nó vẫn có cái cơ hội chúng ta giành được top 1. Đấy, thế nên tôi mới nói là cái meta này là một trong cái meta mà tôi thích nhất, bởi vì tôi làm được nhiều content, rất nhiều những cái đội hình rất là hay mà có thể chơi được để đạt được top 1. Chả phải minh chứng đâu xa thì ngay bản thân cái trò chơi này ấy, ở cái thời điểm hiện tại có rất nhiều anh em là người chơi mới. Đấy, và cũng có rất nhiều anh em là bỏ game một thời gian sau đó đã quay trở lại chơi game rồi. Điều đó nó là cái minh chứng rõ nhất cho cái việc là con game này nó đang thực sự nó đang hay trở lại. Đấy, và nó đang thực sự nó đang hồi sinh trở lại. Rất là hay. Úi rồi, gặp fan này anh em ơi. Ui giời, để tôi chào anh em cái đã nhá. Sau đó tôi cũng muốn chia sẻ với các anh em mà đang xem kênh. Đấy, nhưng mà hiện tại thì anh em có thể anh em bỏ game rồi. Đấy, nhưng mà anh em vẫn đang xem kênh. Thì anh em xem anh em có thấy hay không? Nếu mà anh em thấy hay ý, thì anh em hãy thử quay trở lại anh em chơi đi. Biết đâu anh em lại cuốn, anh em lại chơi tiếp. Anh em lại chơi lại thì sao? Đấy, tôi nói thật. Ơ, tao này vớ vẩn thắng này. Mặc dù còn một mình con Heaven Bomber nhưng mà nó rất khỏe. Được đấy. Có công nghệ mất rồi này. Cái gì kìa? Mẹ ơi, cuối cùng thì cũng được lên YouTube à? Ôi giời ơi, anh em ơi, chưa chắc được lên đâu. Thưa rồi, cái này thì tôi nói thật với anh em là khi mà tôi vào trong game ấy, tôi gặp fan là có rất nhiều anh em hỏi tôi cái điều này. Là có lên clip không anh? Thì clip này tôi xin chia sẻ luôn với anh em nhá. Top 1 thì lên, không phải hỏi nhiều. Cùng lắm là top 2, top 3 thôi. Chứ còn top 4 thì xác định luôn là không lên nhá anh em nhá. Thế nên là anh em mà gặp tôi ấy, mà thấy tôi bị top 4 ấy, thì anh em biết ngay kết quả là chắc chắn là video clip không được lên rồi. Đấy, không phải hỏi nữa. Chứ còn anh em mà cứ hỏi nhiều tôi lại tự ái đấy anh em ạ. Người ta đã dễ tự ái rồi, lại còn top 4 nữa mà cứ hỏi nhiều thôi. Đùa thề, dã man thật sự luôn ấy. Còn cái trận này ấy, nói thật với anh em là đang định chơi content thôi, kiểu là độc dị lạ, hoặc là kiểu là hồi sinh một cái lineup nào đấy mà bây giờ không ai chơi. Nhưng mà cái bộ ấy mà không ai thèm chơi ấy, thì anh em biết là nó yếu đến cái mức độ như nào rồi. Nó yếu đến cái mức độ mà không ai thèm chơi và tôi chơi, thì làm thế nào để có thể là dễ dàng được top 1 được đây. Mà tôi thấy anh em này có vẻ hy vọng được lên TV lắm. Thế thì làm sao thì để anh em thất vọng được. Đúng không? Không phải để anh em thất vọng rồi. Thế thì thôi, lại long hóa hình vậy. Dã man. Có chúa quỷ anh em ạ. Quay xe ngũ long hóa hình à? Hay 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 thế nào đây? Ui giời. Anh em biết cái bộ gì mà bây giờ người ta không chơi không? God Warlock anh em ạ. God Warlock bây giờ không ai chơi luôn. Hay là chúng ta làm thử bộ God Warlock.
Thực ra cái hay là chúng ta làm thử God Vlog ấy, là trước khi mà tôi thấy anh em nói về cái việc cái nguyện vọng là được lên TV. Đấy, chứ còn bây giờ anh em nói ra cái nguyện vọng được lên TV thì có khi là tôi quay xe sang tôi chơi Ngũ Long Hòa Hình như là đơn giản anh em ạ. Là chắc chắn là được lên TV luôn. Còn nếu mà chuyển sang chơi Vlog thì để xem đã. Vlog bây giờ hình như là không đấm được ai. Thấy mọi người bảo thế mà tôi cũng không biết. Để xem đã. Ba human. Ba human. Đấy, ba human thôi. Rao sau mới cho vào anh em ạ. Rao này để cái này mạnh hơn. Rao sau cho ba human vào. Sau đó thì chắc là kiếm được một rao thôi. À không, nếu mà lên 7 thì bỏ con ác mộng ra là có thể cho 3 human được. Được. Ui, con này có zipper 2 sao kìa. Với cả dàn hunter đằng sau thua. Ăn nổi không? To ấy. À không, vẫn ăn được. Tinker vẫn sống. Hai con to nhất vẫn sống. Ok. Có đùa lóc à? Đang hơi phân vân anh em ạ. Cho human vào nhé. Ba goblin, ba human. Này chắc vẫn ăn quái thôi. Nếu mà nó không phải là cái bộ God Glock ấy thì nó rất có thể nó sẽ là cái bộ 9m anh em ạ. Ra con Grim sớm rồi. Chúng ta có thể chơi 9m được. Ok. Để xem nó là cái bộ gì nào. Cái bộ 9m cũng đã rất lâu rồi tôi chưa chơi nha anh em nhá. Meta này tôi cũng thấy có ít người chơi. Nhưng mà tất nhiên là nếu mà so với cái bộ 9m ấy, với cái bộ God Glock ấy, thì rõ ràng là cái bộ God Glock nó đang ở dưới cái vực sâu hơn. Còn cái bộ 9m tôi vẫn thấy là nó vẫn khá là mạnh. Nó vẫn rất là ok. Còn cái bộ Glock thì gần như là nó coi như là không ai chơi cả, xuống hố rồi. Hai mèo này. Bỏ luôn con này đi. Thôi. Như này đi. Bao giờ ra con Thunder ăn hay anh em ạ. Bây giờ chưa ra Thunder. Kệ lắm. Bao giờ ra Thunder thì có thể chơi 9m được. Con Flame bây giờ nó cũng không quan trọng lắm. Nó có cái con đánh tay ở trong cái bộ 9m rồi anh em ạ. 9m thì nó có. Bây giờ nó có là gì, là Calong. Calong là 4 tiền. Chắc chắn nó có thể mua được. Đấy. Calong là một cái con mà ghép vào cái bộ 9m khá là ngon. Hiếu Daddy có vẻ chơi chỉ Warrior thì phải. Đúng không? Ok. Đồn luôn này. Thế này thì God Glock à? Glock này. Lại ra cả con Thunder ấy chứ. Nhưng mà nếu mà để so sánh hai bộ Glock với cái bộ 9m ấy thì tôi vẫn sẽ chọn cái bộ Glock. Cái bộ Glock ấy nó đã xuống hố lâu lắm rồi. Bây giờ muốn test thử xem bộ Glock liệu rằng có chơi được không anh em ạ. Nên là nếu mà có cơ hội chơi Glock thì chúng ta chơi. God Glock thì vừa nãy tôi đã bỏ qua một vài con. Doctor vừa nãy tôi không mua đâu. Bây giờ nếu mà chơi Glock thì chúng ta lại mua nhá anh em nhá. Ok. Bây giờ còn có cả 9 Hunter cũng rất nhiều người chơi. 9 Hunter giờ mạnh rồi. Vừa có một cái bắp cho Hunter ấy. Tuy nhiên cái bắp đấy là cái bắp cân bằng thôi, chứ nó không phải là một cái bắp nó gọi là quá bắp imba cho cái bộ Hunter. Nó chỉ gọi là cân bằng lại cho tất cả các bộ thôi. Thì Hunter nó đủ mạnh để nó có thể chơi được những cái bộ khác. Chứ còn nó cũng không phải là quá là mạnh ở trong meta này. Nó cũng không phải là cái bộ meta. Cái bộ meta bây giờ nó đang là Ngũ Long kết hợp với cả Witcher ấy.
Đấy, trứng này. Chỗ này còn có thể chơi Insectoid anh em ạ. Chỗ này có thể chơi Insectoid kẹp mèo. Có hai con mèo. Mèo 5 đô là có nhá. Tạm thời sẽ phải bán hai con đi để mua. Nếu mà bây giờ bán thì bán con God of War với cả con The Saw đi thôi. Biết đâu đấy con Heaven Bomber nó lại ra một cặp đúng không? Cứ mua đi. Ra được một cặp thì giữ chuỗi được lâu. Rau này đừng bảo là mất chuỗi rau này nhá. Chắc là không. Ok ok. Thằng này nó cũng lên 7 rồi này. Lên 7 là chắc là cũng có khả năng là muốn đớp cái chuỗi này nhưng mà không đớp được. Đội hình của tôi cũng tương đối mạnh rồi. Mà không mua sâu nha anh em nhá. Bây giờ form về God Warlock yếu lắm anh em ạ. God Warlock nó không phải là cái bộ mà bây giờ đánh được đâu. Cái bộ đấy nó sẽ phải đánh vào late game nha anh em nhá. Đủ đồ mới chơi được cơ. Theo kinh nghiệm của tôi thì là như thế. Nếu mà chơi Warlock vào cái meta này thì chúng ta phải chơi ở level cao. Và chúng ta phải đủ đồ cho con ác mộng thì mới chơi được. Còn nếu mà ác mộng mà chưa có đồ ấy, thì cái bộ này nó yếu lắm. Nó không như ngày xưa đâu. Ngày xưa cái bộ này nó khỏe bởi vì là cái con ác mộng ấy nó gây đam nó nhanh hơn. Bây giờ con ác mộng nó gây đam chậm lắm. Ngoài ra thì nó cũng có cái sự thay đổi ở cái bộ Warlock. Nó sẽ không hấp thụ máu của đối thủ nữa. Thực ra là cái việc không hấp thụ máu của đối thủ ấy nó dẫn tới hai việc. Cái thứ nhất là cái lượng máu của cái con co của chúng ta ấy, nó sẽ thấp. Đấy. Thứ hai là gì? Là cái lượng đam gây ra cho người cái con tướng đối thủ ấy, nó cũng thấp. Đấy là lý do tại làm sao mà cái con ác mộng bây giờ nó clear nó chậm hơn. Nó gây đam chậm hơn đấy anh em ạ. Vì nó không có hấp thụ máu của đối thủ. Bây giờ ấy là cái bộ Warlock nó lại là những cái con tướng mà nó chết đi ấy, nó hồi máu cho những con tướng máu thấp cơ. Máu thấp nhất của đồng đội mình ấy. Mà những cái con đồng đội mình ấy máu thấp thì nó là những cái con yếu. Đấy còn những cái con tướng co cầm đồ chả giờ máu thấp nhất cả. Cũng chả bao giờ mà máu nó gọi là mất nhiều nhất cả. Thế nên là những cái con tướng co ấy nó cũng chả hấp thụ được bao nhiêu máu tới từ đồng đội cả đâu. Nó ít lắm. Chính vì thế cái bộ này nó đam nó vừa giảm mà máu của nó cũng vừa giảm, hút máu của nó cũng vừa giảm luôn. Thế nên là cái bộ này nó bây giờ nó xuống hố. Nó trở lên là bị ghẻ lạnh, không ai chơi, không ai thèm chơi luôn. Thực sự với anh em là nếu mà bây giờ bảo kiếm được một ông mà chơi God Warlock ở trong game ấy, thì chỉ có thể là cái người đấy người ta bị out meta thôi. Lâu rồi chưa chơi vào chơi thì ngày trước kiểu rất là đam mê cái bộ God Warlock thì quay trở lại để chơi cái bộ này thôi. Chứ còn với những cái người đang chơi trong beta này ấy, là gần như là người ta lắc đầu ngay. Người ta không ai người ta chơi luôn. Đấy mà không ai chơi thì tôi chơi nha anh em nhá. Hôm nay tôi sẽ cố gắng form. Tất nhiên là bởi vì là chúng ta biết được cái sức mạnh của bộ này ấy, nó đang yếu. Đấy nên là chúng ta sẽ không có form sớm. Tôi theo tôi ấy, thì là chúng ta sẽ đi từ cái bộ Goblin trước. Có thể là 6 Goblin sớm. 6 Goblin là level 8 là có thể chơi được rồi. Level 8 là 6 Goblin kẹp với cả 2 Warlock của rồi anh em ạ. Cũng rất là khỏe. Bây giờ chỉ cần thiếu con Velomancer thôi. Ra con Velomancer là đủ bộ. Thằng này có phải chơi 9m không? Trông bài to nhỉ. Trông bài to đấy. Vớ vẩn cắt chuỗi của tôi ấy. Đúng thật anh em ạ. Ui vậy đấy. Đúng thật luôn này. À không 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 bạn ơi. Ok ok ok. Mày thế. Trời ơi cắt chuỗi cộng 5 luôn này. Hay thật. Được rồi. Tầm này mất chuỗi được chưa nhỉ? Thực ra cái tầm này thì mất chuỗi thì cũng được rồi, cũng không cần phải quá khô máu. Ở cái giai đoạn này mà roll tiếp thì chắc là không có tiền lên 9 đâu. God Warlock phải đánh ở level 9 anh em ạ. 4 God kết hợp với 6 Warlock là phải level 9 nó mới đủ bộ. Trừ khi là ra cái dấu ấn thần thánh. Nhưng mà thường cái bộ này sẽ không lấy cái dấu ấn thần thánh anh em ạ. Do là cái bộ này chúng ta cần phải đổi đồ cam cơ. Đổi mấy cái đồ cam sớm. Giáp phản này rồi thì
cái món trấn của nó, cái vương miệng là phải có. Rồi bất diệt các thứ nữa, rất nhiều món cam cần. Thế là nếu mà hy sinh 3 điểm vào cái dấu ấn thần thánh ấy, thì đâm ra nó lại thiếu đồ cam anh em ạ. Đấy mà cần là cần cái đồ cam ấy. Cái bộ này nó lại đánh đồ cam cơ. Có những cái bộ mà nó chỉ cần đánh đồ xanh dương thôi nhá, như là cái bộ Insectoid mèo ấy. Nó chỉ cần đồ xanh dương thôi. Hay như cái bộ Hunter cũng thế, nó cũng chỉ cần đồ xanh dương thôi, là chủ yếu thôi. Còn có những cái bộ mà nó lại cần những cái món đồ tím. Ví dụ như cái bộ Mage chẳng hạn, hay là cái bộ liên quan đến Beat thì cũng rất là thích cái đồ tím. Lấy sách lại rồi lấy RO rồi lấy Kira. Úi thôi, này mất chuỗi à? Cay nhỉ, mất chuỗi con Du ạ. Thế... ok. Ra rồng luôn này. Mà thôi. Bây giờ hiện tại là chúng ta cũng đang thiếu Warlock. Hiện tại mới có 3 Warlock thôi, còn thiếu 2 con nữa. Warlock trận này ra cũng ít. Ra mỗi được cái con ác mộng lên là 2 sao là hết. Chả thấy ra thêm con nào hay ho cả. Bây giờ mà nổ tôi con Battleman nhỉ. Nổ cho cái con Battleman ấm luôn. Mà nổ Battleman mà hai mèo ấy, ra được thêm con mèo 5 đô thì có khi quay xe sang Insect đánh cho nó, đẩy cho nó hay anh em ạ. Mấy cái bộ đẩy là nhiều anh em xem cuốn á. Lại con mèo lên 2 sao. Mèo này bây giờ đang 18 rồi mới lên 2 sao là hơi muộn. Đang hơi phân vân. Bây giờ ra con mèo 5 đô thì mới chơi được. Mà đã ra mèo 5 đô cũng chả cần đến con mèo này anh em ạ. Tốn slot lắm. Con này nó phải hai con mèo. Mà cho hai con mèo vào mới chơi. Chứ còn nếu mà cho một con mèo vào thì phế. Đấy. Có khi à, thôi anh em ạ. Thằng chơi gót đỏ người nước à? Ờ. Có phải không? Trông giống đấy. Gót đỏ người nước à? Thôi thì tôi cũng thua thôi, chứ còn tầm này thì không thắng được rồi. Thằng này có vẻ như cái thằng này được eco thì phải. À không không không, vẫn thắng được. Ác mộng mà sống thì vẫn thắng. Ok. Trông bài nó to phết đấy, tôi cứ tưởng thua anh em ạ. Ui lại trứng này. Thế đi Goblin thôi nhỉ. 6 Goblin. 6 Goblin kẹp cái gì? 4 Warlock à? Nếu mà ra được Velomancer thì đủ. Cái tầm này lên được 6 Goblin thì là cũng ok rồi. Trước round 21 lên được 6 Goblin, phong đủ bộ là chuẩn rồi. Bây giờ tôi tính xem có chuyển về God Warlock không, hay là để chơi kiểu God Goblin nhưng mà cái con co ấy nó vẫn là con ác mộng thì có được không, hay là cứ phải chuyển sang God Warlock. God Warlock thì thậm chí là cái hồi máu nó còn yếu hơn cái bộ này cơ anh em ạ. Bộ Goblin này hồi máu nó cũng khá là cháy. Lên 9 là chúng ta sẽ có 2 God. Ôm mùa đông luôn này. Bộ này lên 10 là 4 God rồi. 4 gót 6 Goblin đúng không? Thực ra đánh ở 9 nó đủ rồi. Nhưng mà tôi đang có con ác mộng 2 sao, chẳng nhẽ tôi lại bán đi. Không, con ác mộng 2 sao ở tí nữa tôi chuyển về Warlock anh em ạ. Sau cái giai đoạn sau thì cái bộ Goblin nó yếu đi thì cái bộ Warlock nó lại mạnh hơn. Đợi đó. Hiện tại thì Goblin nó vẫn mạnh, tôi giữ cái bộ Goblin kết hợp với God. Ác mộng làm co. 2 God thì chắc con ác mộng này nó cũng sẽ không tung được quá nhiều trưởng đâu. Gọi là vừa đủ chơi thôi anh em ạ.
chưa ra được Velomancer nhỉ? Chưa có Warlock. Nếu mà chúng ta ra Velomancer chúng ta sẽ có hai Warlock nữa. Cá lông à? Gặp trứng cá lông không? Từ từ đã. Mết này. Trận này có mết nên là tôi mới kẹp cá vào đấy anh em ạ. Chơi Goblin kết hợp với cả gót này thì chúng ta cũng có thể kẹp 4 cá vào được. Nhưng mà thôi, tí nữa là tôi sẽ chuyển sang tôi chơi gót Warlock. Trong trường hợp mà đánh với mết thì gót Warlock vẫn ngon hơn đấy anh em ạ. Goblin này nó bị counter bởi mấy cái thằng mết. Mặc dù kẹp cá hay kẹp cá thôi nhưng là vẫn sẽ bị counter nha anh em nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ vẫn sẽ bị counter thôi. Trận này thậm chí là chúng ta có tới 3 nhà chơi mết cơ. Không biết là mết 5 rồng hay là 9 mét. Nhưng mà có hai thằng là chơi 9 mét phách rồi. Hai thằng chơi 9 mét phách. Mà hiện tại chúng ta cũng chưa kẹp được cá đâu. Kẹp cá chắc phải lên 10. Mà nếu mà lên được 10 ấy, thì có khi là tôi cũng bỏ Goblin đi thôi. Sau đó chuyển hết sang Warlock, kẹp cá vào cho an toàn. Tầm này máu thì chúng ta vẫn còn nhiều. Chứa quỷ ở này. 9 warrior. Tầm này thua thôi anh em ạ. Cho đến khi nào chúng ta kẹp được hút máu vào thì chúng ta mới ăn được. Còn bây giờ chúng ta chưa có hút máu thì thua. Cái lượng máu hồi đến từ mấy con Goblin này không đáng kể. Giết được con nào thì hai con đấy vậy. Giết được thêm một con. Thế thôi mà cũng mất 14 máu ạ. Thề không thể nào tin nổi luôn ấy. Quả vừa rồi là mất 14 máu. Nhiều thế nhở. Còn có 74 máu này. Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng đến round 26 rồi mới lên 9 anh em nhá. À sorry anh em, lên 10. Đến round 26 mới lên 10. Bình thường thì round 29 mới lên 10 cơ. Round 26 lên 10 là vẫn là nhanh chán rồi. Ok, rất nhiều người chơi 9 Warrior. Thằng này có Doom 2 rồi luôn. Đập đau thật sự anh em ạ. Thậm chí con ác mộng nó còn không hồi được máu luôn. Đau thế nhở. Không tung một quả tê lửa cuối cùng ạ. Ui, lại 17 máu nữa thôi. Anh em thấy không? Tôi đã nói với anh em là từ 88 máu ấy cũng chả yên tâm được đâu. Thề 88 máu sau có 2 round thôi. Mà bây giờ đang xuống dần đến chót bảng rồi. Sợ thật. Đang chuyện thua này anh em này. Tức là chả thắng là ai luôn ấy. Thế nó mới đều. Còn có 57 máu này, chịu được 3 phát nữa không nhỉ? Căng thật. Mấy cái thằng ở dưới cũng căng cơ. 9 mét các thứ sợ phết đấy anh em ạ. Chưa kẹp được cá vào run lắm. Run thật sự. Rồi gặp Saman. Saman mết. Biến ra con Flame 3 sao ạ. Thề. Giết nó đi. Đúng rồi. Ăn được không? Hay. Được quá nhỉ. Gặp mấy cái thằng mết ấy chỉ sợ full bàn thôi anh em ạ. Cái tầm này mà full bàn thì chỉ 3 round là bay màu thôi anh em. Mỗi round 17, 18 máu là đi rồi. Đúng không? 3 round, mỗi round 18 máu là đi rồi. Là bây giờ là rất là căng thẳng luôn đấy. Mấy cái thằng mết thì à? Nhiều á. Chưa kẹp được cá vào hơi run. Round 25 chúng ta sẽ nghỉ được một round. Nghỉ giải lao được một round để tính toán cái đã nào. Round sau liệu rằng chúng ta có lên chuyển luôn không nhỉ? Sáu Warlock thì nếu mà 6 Warlock God ấy thì bây giờ vẫn thiếu. Thiếu cả God lẫn thiếu cả Warlock luôn. Velomancer vẫn chưa ra nhỉ. Hơi cay. Tôi cứ lên 10 trước đã. Tính sau. Thực ra con ác mộng này này, nếu mà chúng ta run ở 9, chúng ta cố kiếm lên 3 sao thì cũng được. Mà tôi muốn lên 10 tôi kẹp thêm được cái gì đấy vào. Ví dụ như cá chẳng hạn. Kẹp thêm cá vào cũng ngon. Trophy,
Thế là Master này đủ bộ luôn. Chơi God Glock không luôn không nhỉ? Tầm này kiểu vẫn chưa thấy yên tâm lắm. À đây rồi, ui, con này thì lại được nhá. Nhưng mà vẫn một sao, vẫn khá nhiều một sao. Bỏ cả lông ra thì lại hơi phí. Thôi từ từ đã. Đổi cái món đồ cam đầu tiên anh em nhá. Bỏ này đi. Ok. Rồi. Cái này nó là chắc chắn rồi anh em ạ. Vương miệng rực rỡ là chắc chắn rồi. Khiên thiên thể để sau anh em nhá. Món này là món trấn phái đấy. Có cái món này thì chúng ta yên tâm, chúng ta chuyển về God Warlock được rồi. Buộc phải có mà. Món đấy món buộc phải có luôn. Rồi gặp thằng bếp. Tầm này đỡ hơn chưa nhỉ? Ok. Anh ăn được rồi này. Rồi ui hay quá. Rơi sang cái chuyện biến thế á. Ê, quá được luôn. Đây là cái cá này. Có đủ rồi nhá. Có lẽ chuyển luôn anh em ạ. Có cá ở đây rồi. Trận này nhiều mết lắm. Chúng ta kẹp cá vào cho nó an toàn. Thậm chí tôi cũng chuẩn bị sẵn ở đây, tí nữa mua đủ 6 cá rồi cho vào luôn. Thừa một Warlock. Thiếu một God. Hiện tại đang thiếu một God thì chơi tạm 4 cá vậy. Ok. Bây giờ gặp bết vô tư rồi. Kẹp 4 cá vào rồi anh em ạ. Ok chưa? Thoải mái luôn bạn ơi. Khỏe rồi. Đấy, 6 Glock chơi là ngon luôn. Có đồ mới chơi được anh em ạ. Cái bộ này đặc điểm nó là thế. Nếu anh em xác định chơi từ đầu ấy thì là anh em thua. Nhưng mà đến bây giờ ấy, có đồ thì nó khác. Có đồ thì bắt đầu chơi được rồi. Hay nhỉ, không ra con God à? Ra rớt được. Không cần God ở vua đâu, cho ra rớt thôi. Ra rớt là được rồi, không cần God ở vua đâu. Hết tiền rồi, thôi đập trứng vậy. Rôn mà cha ra là cái gì luôn. Nếu mà ra con rớt thì chỉ cần kẹp 2 cá thôi. 2 cá đủ rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái con Bad Omen 2 sao nó cũng gánh được cho tôi đấy. Hết sạch tiền. Hết sạch tiền luôn. Chín warrior này vừa lại đấm tôi như con. Bây giờ không biết có ăn được không. Chúa quỷ 2 sao ạ. Vãi đái. 6 Glock ăn nổi không nhỉ. Trông có vẻ thua. Được không. Một mình chúa quỷ làm hết được không. Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ là không. Không nhấc nổi cái tay lên luôn kìa. Có hai món đồ giảm tốc anh em ạ. Tôi có hai cái món đồ giảm tốc đánh. Ui dồi ôi, lại ra bên ông men này. Sao không ra từ vừa lẫy để tôi tiết kiệm được quả trứng nhỉ. Thề. Ra muộn một rau ạ. Tiết kiệm được quả trứng là tôi chỉ cần thêm hai con ác mộng nữa thôi là được rồi. Mà bây giờ thì vẫn cần 3 con anh em ạ. Vẫn còn hai nhà mết. Hai nhà mết, hai nhà warrior. Ác mộng này vẫn gánh được đấy chứ nhỉ anh em nhỉ? Anh em thấy không? Có vẻ khá gánh đấy. Laser không mất tí máu ở đâu, vẫn 57 máu từ rất lâu rồi.
Rồi chúng ta lại gặp Warrior này, thế thì vô tư. Ui nó đùm đùm được chúng vào con Battleman. Tôi nghĩ là vẫn sẽ ăn được đó. Rồi. Ok. Lại có chuỗi rồi anh em ạ. Dã man. Thế chơi God Warlock có chuỗi luôn. Thế là cái bộ này này, cái điểm rơi của sức mạnh đội hình ấy, nó là ở sau round 26-27 anh em nhé. Khi mà lên được 10 ấy, thì cái bộ này là mới mạnh. Lên được 10 là mới bắt đầu mạnh anh em ạ. Trước đấy tôi vẫn đánh chuỗi thua mà, đúng không? Sau khi tôi form được cái đội hình này ở level 10 thì nó bắt đầu là mới đánh được chuỗi thắng. Và chúng ta cũng phải có đồ nữa. Có đồ cam mới đánh được. Và cái vương miệng rực rỡ nó hồi máu của tôi khá là ngon. Thế là bây giờ lại cao điểm nhất rồi. Bây giờ lại top 1 rồi. Dã man thật sự. Vừa nãy còn thấy là đang sắp chết rồi, bây giờ lại kiểu yên tâm rồi đấy. Kiểu như nó bị yên tâm ấy. Bây giờ gặp thằng 9m này cũng chả sợ rồi anh em ạ. Tầm này tôi kẹp 4 cá vào vẫn vô tư. Lấy luôn cái này đi cho nó trâu. Giáp xoay luôn cho trâu anh em ạ. Đổi một đồ cam nữa nhá. Cố gắng đổi một cái đồ cam nữa. Ok. Đổi rồi. Ây da. Khiên hay là búa nhỉ? Cả hai món đều xài được. Mà tôi nghĩ là dùng khiên ngon hơn. Khiên phản này ngon hơn này. Chống được cả Doom nữa anh em ạ. Rồi giáp xoay nữa. Rất trâu rồi đấy. Hai cá bảy máu rồi. Ok đấy. Tầm này chắc chắn là con ác mộng này nó sẽ không bị một cái combo của 9m mà chết luôn được. Chắc chắn là sẽ sống để mà có thể gây đam. Sau đó hồi phục lại máu là có thể là chúng ta chiến thắng thôi. 9m. Ra được hai con Squire. Rớt. Chiến Warrior có vẻ như là cũng đang sắp đi. Mấy thằng 9m khỏe đấy. Trận này có hai thằng 9m à? Thằng này không có Squire này. Thằng này là 9m thằng Fake. Còn một thằng 9m Ryu anh em ạ. 9m Ryu lên được 11. Đánh nó căng luôn ấy. 9m Ryu lên được level 11 cơ. Kiểu gì mà thằng này nó lên được level 11 nhỉ? Tôi cứ ngỡ thằng này nó chỉ lên được 10 là cùng. Bởi vừa nãy lúc mà tôi gặp ấy thì nó cũng không ăn được tôi mà. Thế mà nó lại ăn được những cái thằng khác nhỉ? Sợ thật đấy. Bây giờ lên 11 là nó sẽ là 5 dòng 9m. Nhưng mà trận này không được. Cái gì kìa? Được lên YouTube không anh Tuấn? Ui giời ơi. Cứ hỏi mãi thôi. Bao giờ lên cái clip này thì sẽ có cái câu trả lời cho anh em. Đấy. Cho anh em đỡ phải hóng nhiều. Rồi bây giờ nhá. Trận này là sẽ có 5 rồng 9m đúng không? À không, không, không có 5 rồng. Bởi vì là cái con rồng 5 đô nó không có trong trận này. Nó chỉ có thể chơi được 9m thằng Ryu thôi. Và kẹp với cả 4 gót thì được. 4 gót kẹp với 9m. Rồi, anh em này, nhìn này. Trời ơi, cái con ác mộng của tôi nó không mất máu luôn anh em ạ. Xong rồi, cái thằng 9m chắc chắn nó đi rồi. Cái tầm này thôi tôi để 50 tiền thôi anh em ạ. Xong rồi roll dần thì con ác mộng lên 3 sao thôi. Chứng tỏ là cái bộ God Warlock này nó vẫn mạnh anh em ạ. Nhưng mà cái tham minh của nó ấy, nó khác. Nó không giống như ngày xưa. Ngày xưa kiểu như ở round 15-16 mà anh em đánh ở level 7 anh em kẹp với cả 4 God. Kết hợp với 4 Warlock anh em thấy nó ok rồi ấy. Thì bây giờ chơi như thế thì là toang. Đấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà đến khoảng sau round 26 mà đang đánh ở level 10 đi thì có đủ bộ thì rõ ràng là vẫn là ngon, đúng không? Có đồ có đủ bộ đánh ở level 10 thì tôi thấy là nó cũng không đến nỗi nào đâu. Rất là ok đấy. Tí nữa test thử xem là đánh với cả 9 Warrior chúa quỷ có ăn nổi không.
vừa nãy là vẫn ăn được, nhưng mà sau một vài round nữa cái con chúa quỷ đấy nó sẽ có đồ, nó sẽ có nhiều những cái món đồ mạnh, đồ cam, thì không biết là sẽ thế nào. Cái lúc mà cái con ác mộng này lên 3 sao thì mới biết được cái sức mạnh thật sự của bộ này, để xem là liệu rằng God Warlock nó có còn chơi được không. Co phải lên 3 sao nữa anh em ạ, đánh giá một cách chân thực nhất sức mạnh tối đa đấy của cái bộ này, xem là nó có thể chơi được không. Đấy, đúng thật anh em ạ, 4 God kết hợp với cả 9 mét đây này, đánh ở level 11, 4 God 9 mét đây gặp này, 4 God 9 mét tôi cũng là 4 God. Ờ sao, như nào? Ờ được không? Tung trưởng thì cũng liên tục đấy. Rồi sao? Ê, con Flame mà đụng đau ấy. Nhưng mà vẫn không giết được tôi. Hay quá. Khỏe chưa? Úi giời, nó phải sang xem tôi chơi cái gì này. Nó cũng khó hiểu, không biết tại sao. Ác mộng bây giờ có đồ kháng phép nữa nhá, xong lại kẹp với cả 4 cá nữa, xong lại cầm một đống đồ máu. Chỉ còn thiếu mỗi cái bất diệt thôi là bất tử. Nói thật là bây giờ cần mỗi cái bất diệt nữa thôi là bất tử rồi. Bây giờ đợi xem cái nhà nào ra đi anh em ạ. Canh nhà nào ra đi rèn lốt cái bất diệt. Nhưng mà nhớ là rơi đồ sang đây nhá. Không lại chết lại không rơi được sang bất cứ cái món đồ gì sang đây thôi toang đấy. Tầm này thì bây giờ giữ cái đội hình này là có thể là cân bằng nhất đối với những cái nhà còn lại. Khi nào mà còn mỗi cái bọn Warrior ấy, thì tôi sẽ đổi sang Witcher anh em nhá. Tôi pick sẵn lên con Witcher rồi. Bao giờ mà Warrior sang thì chúng ta sẽ chuyển sang Witcher. Rồi, Warrior này. Thằng này là Doom. Rồi, nó Doom vào cái con ấy, con Battleman. Con Battleman không tung một trưởng anh em ạ. Nhưng mà nó vẫn sẽ đi thôi. Rồi, trầu chưa này. Hai nhà đi một lúc này. Ơ, cái thằng level 11 đi luôn này. Không ăn được cái nhà 9 Warrior ạ. Thề 9 Warrior nó mạnh đến thế sao? 9 Warrior chúa quỷ 2 sao vả hết à? Ui, thằng này cũng trâu ấy nhở. Đừng bảo 6 Warlock không ăn được con này nhá. Trâu đấy. Ây à, ui trâu thật. Trâu quá, cũng đi rồi. Vậy là còn 3 nhà. Còn một cái thằng nó chơi 9 mét fake thì làm sao mà ăn được. 9 mét thằng Ryu nó còn đi rồi. Thằng 9 mét fake là chả qua là nó giữ được máu thôi, nó mới sống được đến giờ này. Chứ còn sớm muộn gì cũng đi đâu. Ừ. 60 tiền này chả nhẽ ác mộng không lên được 3 sao đúng không? Bây giờ thiếu 3 con nữa. Ok. Thiếu mỗi con Tabu Witcher thôi là chúng ta chuyển được rồi. Đợi cái nhà 9m đi lốt rồi chúng ta chuyển nha anh em nhá. Nếu 9m vẫn còn sống thì cứ để cái này ngon hơn. Kẹp cá. Nếu mà chơi 6 Warlock kết hợp với cả 4 Witcher là sẽ phải bỏ God đây anh em ạ. Nó sẽ không có God đâu. Rồi, thôi từ từ đã. Cứ để 50 tiền đi, không phải vội đâu. Búa bình minh này, ngon này. Cái con chú quỷ mà nó bớ vào ấy thì stun được. Hy vọng cái nhà tiếp theo nó sẽ là cái nhà 9m gặp tôi. Để tôi tiễn nó đi luôn. Tiễn nó đi luôn đi. Tiễn một thằng đi cho nó đỡ rắc rối anh em ạ. Tính toán từng ra một nó mệt lắm. Giết một thằng đi xong rồi cái thằng sau chỉ việc là chuyển bài thôi. Đây rồi. Thằng này đi đã. Dồn đam thì cũng mạnh đấy. Nhiều những cái món đồ gây phép đấy.
Nhưng mà bạn ơi, tôi mạnh lắm. Ui rồi ôi, xong rồi. Tạm biệt. 14 máu đi rồi. Hàn Quốc đã ra đi. Một món cam nữa đúng không? Ui rồi ôi, 6 cá luôn này. Nhưng mà bây giờ thừa rồi. Đánh với cả nhà 9 Warrior mà. Sáu cá có lên thử một phát không nhỉ, để xem là sáu cá gặp 9 Warrior thế nào không. Nghe nói là sáu cá đấm được 9 Warrior anh em ạ. Tôi cũng rất muốn test phát này, thử xem là nó thế nào, thử phát xem thế nào nào. Sáu cá này nổ xem có mạnh không. Ây à, cũng mạnh đấy, cũng mạnh đấy anh em ạ. À nhưng mà không được, bởi vì là có như này là chỉ có 4 warlock thôi thì là vẫn thua đúng không. Nổ cũng đau nhưng mà không giết được nó anh em ạ, nó còn một tí máu. Nếu mà nó nổ chết ý, thì là cũng ngon, một pha tự hủy đến từ Tuấn Cơm. Đùa thế. Thực ra là cái cú đấy là cũng muốn hy sinh để test thử anh em ạ. Thôi rồi, test thử phát thôi để xem là 6 cá liệu rằng có ăn được 9 warrior. Cái pha vừa rồi là tại sao tôi lại muốn test, bởi vì là có những cái trường hợp ấy mà chúng ta chơi phe giờ ấy, chúng ta gặp 9 Warrior thì rất là sợ đúng không? 9 phe giờ fake ấy, thì cái lúc đấy có thể chúng ta sẽ chuyển được sang 6 cá để đỡ mất máu hơn, kiểu thế. Cái quả vừa rồi anh em cũng có thể thấy là nó cũng mất khá nhiều máu ấy, lúc nó lổ ấy. Tôi nghĩ là nếu mà chuyển như thế thì chúng ta sẽ đỡ mất máu hơn thật đấy. Anh em nghĩ là cái quả vừa rồi đúng là Sida mất chuối ấy. Nhưng mà tôi thấy là cái việc hy sinh cái chuối ấy, và chúng ta được một cái kinh nghiệm ấy, nó quá là có giá trị luôn anh em ạ. Tôi nói thật, không phải trả giá một cái top 8 là nó quá là ngon rồi đấy. Chúng ta chỉ mất cái chuỗi thôi mà chúng ta test được, còn cái thằng này sớm muộn gì thì cũng ăn được thôi. Tầm này là thậm chí là có thể ăn được rồi, là chưa kịp chuyển cũng đã ăn được rồi này anh em này, thấy chưa đấy, sớm muộn gì cũng ăn được thôi mà. 29 máu, tôi đang muốn kéo dài để tôi kiếm con ác mộng 3 sao chứ. Ui cha, ui cha. Chuyển vào là ăn được thôi mà. Này phải bỏ gót đúng không? Bỏ gót ra. Bán cái này đi. Thôi chết rồi, không kịp rồi. Không kịp lên ác mộng 3 rồi anh em ạ. Ơ kìa. Ơ sao nhở? Nó quả vừa rồi là thiếu cái gì đúng không? Có phải không? Đâu có thiếu cái gì đâu. 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 Ok, round sau round cuối rồi. Tốn hết mình thì kiếm con ác mộng 3 thôi nào. À round 41 à. Chúng ta nghỉ được một round. Round 41 mới là cái round cuối anh em ạ. Ok. Bây giờ ra cái bất diệt thì là vô địch luôn này. Thực ra là vô địch rồi anh em ạ. Tôi đang kiểu muốn kéo dài thời gian ra ấy chứ. Trời ơi. À xin đầu hàng à. Tôi muốn kéo dài cái thời gian ra để tôi kiếm cái con ác mộng 3 sao á. Chứ còn kiểu gì cũng ăn được thôi. Cái round mà tôi để 4 gót kết hợp với cả 6 lock là ăn được rồi. Nhưng mà tôi cũng không để như thế cơ. Tôi cái round đấy tôi để có 2 gót thôi. Bây giờ chuyển sang Witcher chắc chắn là ăn được. Ok. Quá là ok luôn. Rồi, rèn thêm một món đồ nữa này. Ok, lấy cái RO thôi. Lấy RO. Từ từ đã nhá. Từ từ. Chưa muốn kết thúc. Chưa muốn kết thúc. Bình tĩnh. Một round nữa. Ác mộng chưa lên 3 sao anh em ạ. Đợi ác mộng lên 3 cái đã. Round này chỉ để lọt một con là được rồi. 16 máu. Hay là thắng nhỉ.
Rao này thì tôi không có gót. Tôi có hai gót thôi. Có hai gót thôi anh em ạ. Ok, tôi thua. Tôi để lọt 3 con à. Trâu phết nhỉ. Rồi, Rao này cố gắng ra con ác mộng kết thúc trận đấu này. Một con nữa. Ui rồi, ui xong rồi. Ôi xong rồi anh em ạ. Thế thôi chứ mấy. Thế thôi chứ mấy. Xong rồi, xong rồi. Rồi kết thúc trận đấu rồi đấy anh em ạ. Thế là đẹp nhá, không lại có anh em lại bảo tôi là còn tiền nó không luôn cái con ác mộng 3. Trông cáu. Có rất nhiều anh em bảo thế. Mấy cái trận trước ấy tôi rút kinh nghiệm ở trận này. Rút kinh nghiệm trận này lên 3 sao rồi hắn kết thúc trận đấu. Đấy, và chúng ta có một cái kết thúc viên mãn đúng không? Theo anh em thì là như thế. Khi mà tướng lên được 3 sao rồi trận đấu kết thúc. Đấy, màn hình kết thúc hiện lên. Ok anh em. Rồi, thế là anh em đã thỏa mãn rồi nhá. Anh em thấy thế nào? Cái bộ vua lóc thực sự là nó vẫn rất mạnh đúng không? Đấy, chỉ là bây giờ tham minh nó khác ngày trước. Ok anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Siêu phẩm, siêu kịch tính anh em nhá. Hãy cùng tôi chơi gót đỏ hàng phục ngũ long hóa hình tối thượng ở level 12 anh em nhá. Trận đấu vô cùng kịch tính và gay cấn luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái line up TIS mạnh nhất ở thời điểm hiện tại anh em nhá. 6 assassin kẹp với Witcher. Anh em tin tôi đi, đây là cái line up mạnh nhất đây anh em ạ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!